Dạ em chào cả nhà đang xem kênh Hoài Thanh Châu Phú ạ. Chào cả nhà. Dạ thì cá mắm cũng anh em cũng về là tắm rửa xong rồi cả nhà ơi. Thì cá cũng làm xong rồi. Anh em chuẩn bị nấu nào rồi lẩu mắm ăn cả nhà. Ngày dùng bữa cơm chiều. Thì mời cả nhà xem tiếp video nha. Anh em chuẩn bị dọn ra ngoài kia ngoài vườn máy cả nhà. Đi ra ngoài vườn máy. Thì chiều nay thì có anh em rồi cả nhà ơi. Anh em mà ba em với anh Toàn thì chuẩn bị chưa về. Hoàn toàn về thì có thì đi cả nhà xem. Ba em mình có công chuyện ở nhà cả nhà. Đây. Cái linh hồn bữa nay mình quả mình như đây với một mớ mình kho ở trong cả nhà. Nhưng bữa nay mình nấu rồi nó mắm. Nhờ cho cả nhà xem thôi. Đây, anh em sẽ làm ở đây. Đó. Đây là bông lục bình. Nhà thấy ngon chưa? Quá đã luôn. Đó. Đây là trước đầu bếp cô Kinh. Đó là mắm nè cả nhà. Tuyệt vời. Đó. Giờ thì hai anh em như đây thôi. Đó. Thì ngồi chỗ này là sợ chiều tối bóng đèn nó tối cả nhà. Tại vì mới trước mới lấy cái bóng đèn gắn đây nè. Đó. Đó chứ lấy bóng đèn gắn vô đó. Để họ có đủ ánh sáng để quay cho cả nhà xem. Đây bây giờ này là cũng giờ này cũng 5 giờ mấy rồi cả nhà. Anh em đã đi giăng lưới về là lúc 3 giờ mấy. Là cá làm cá xong rồi tắm rửa. Rồi anh em quay nấu ăn cho cả nhà xem. Đây cả nhà, lẩu mắm. Lẩu mắm miền Tây. Rồi cá lòng tông. Đó. Như này có hai anh em. Chứ anh Toàn anh làm về anh đang tắm rồi cả nhà, hồi anh ra cả nhà ơi. Anh nói có rượu cúng đi trước ơi. Mình cúng ông tà cái nhà ơi, bữa nay mình săn bắt được nhiêu mình cúng cho ông tà miếng. Ông tà độ mình làm gì được đó. Này anh Toàn mới lại chơi cái nhà. Nó không gầy anh Toàn vắng trong kinh này. Tại anh Toàn có công việc đi cái nhà, lâu lâu chừng nào rảnh thì anh Toàn về lại với anh em trong nhóm, cũng trong nhóm Hoài Thanh Châu Phú cả nhà ơi. Đó. Chào cả nhà chào. Cả nhà. Đó. Đang lẩu mắm cả nhà ơi. Đó. Rau gác nè. Là mắm này là cá lồng tông với thịt ba rọi với bông lục bình với rau muống đồng nha cả nhà. Cả nhà thấy dưới quê là dễ sống không? Là mồi là tầng ở nhà không cả nhà? Là đồng quê không á? Cho mình kiếm. Món đặc sản miền Tây. Đặc sản miền Tây là lẩu mắm. Này sớm mình bắt thêm có bắt thêm mới cái gì ta? Cá bé chầu nữa cả nhà, có cá bé chầu nữa. Cả nhà ăn đậu mắm nha mình nè. Ăn lớn lên. Làm lại quay. Em đi qua cái đó. Dục tinh thần của anh em tôi mới được, không mà yếu xìu vậy. Đó. Ấy đừng có nhúng chết đi đâu anh ạ. À. Vô khung hình rồi. Dạ mời cả nhà ăn đậu mắm với mấy anh em nha. Mời cả nhà. Lẩu mắm miền Tây à. Bông lục bình. Này là bông lục bình nha cả nhà. Ngon lắm cả nhà ơi. Lẩu mắm miền Tây mà. Cả nhà mà lâu về quê mà thưởng thức cái món này đã đấy lắm đã. Mà chỗ này muối cả nhà. Muối. Kiếm nhà muối đi. Đây cái là nha mũi hả? Vô cả nhà ơi. Mời cả nhà miếng thịt ba gọi trong lẩu mắm nha cả nhà. Đó, lẩu mắm có thịt ba gọi. Mềm ngon. Nóng nóng gì nữa là. Đảm ngay hả? Cả nhà cá tâm à. Cá này mà cái này thì có nồi cơm
nói anh ở đây mày thấy gì có anh em cũng ngại cả nhà ơi. Thì cái này anh em có làm nồi cơm ở nhà, nhưng mà anh em nào ăn ăn, anh em nào thì mình uống, mình làm xương xương vài ly cho đỡ nhất mình nhất mẩy để ngày mai tiếp tục công việc làm nữa cả nhà. Cả nhà xem thì nhớ ủng hộ cho anh em nha cả nhà, nhớ đăng ký like và chia sẻ cho anh em để lại những bình luận góp ý để anh em hoàn thiện hơn mỗi ngày nha cả nhà. Em thì cũng mong được những sự bình luận góp ý của cả nhà để mấy anh em ngồi lại nói chuyện với nhau, bàn tính làm sao để anh em hoàn thiện hơn. Em cũng mong, em rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh cũng mấy ngày nay, cả nhà đăng ký kênh thì hãy ủng hộ cho anh em phát triển thêm trong tương lai nha cả nhà. Em mời cả nhà ly rượu. Lẩu mắm mà uống với nước mắt quê hương nữa, còn nhiều thứ bằng nữa cả nhà ơi. Ngồi nhìn mình có bớt gà. Mời cả nhà nhánh bông lục bình màu tím. Lục bình nhúng vô. Ừ, bình nhúng vô là được rồi. Cái món này ngon quá. Nó cũng đồng sớm trên đồng á. Đồng á. Cái món này với bông bình là cá nè, là bắt không ăn cả nhà. Dưới quê nhà thấy dễ sống không? Bắt ra đồng, bắt xíu cũng được bữa cơm. Rồi mấy anh em ngồi lại với nhau, tâm sự bạn tính công việc sắp tới. Để làm gì để cho cả nhà những video hay hơn. Mà rất mong là cả nhà sẽ ủng hộ cho anh em trong thời gian tới. Anh em sẽ hứa là sẽ ra những video chất lượng để hoàn thiện bản thân hơn. Cái tạm này em cũng bảo ngon rồi. Ừ. Nhà mũi đâu nữa, anh vô giọng kiếm nhà mũi. Nhà chờ em xíu đi kiếm cái nhà mũi cả nhà, quá trời mũi rồi. Chuyện ra. Ừ. Cái gì vậy? Không có. Cay không? Cay quá, càng cay quá. Đây là một cái trận. Tan cá trường. Ở nhà uống với mình ly rượu ra. Cay nó mới ngon. Nó mang cay. Có nhà vô được của cá nhau. Lẩu mắm quá. Cả nhà dùng cơm nha. Thì em mới lấy nhân mũi về cả nhà ơi. Ở đây ngồi đây hồi mũi quá. Là chiều tối rồi. Là mũi sẽ xuất hiện. Chứ sớm giờ không có mũi cả nhà. Đúng gió. Đúng gió. Cả nhà thấy chỗ này là ăn uống lý tưởng không cả nhà. Cái này sẽ xế chiều gió mát hiu hiu cả nhà. Đây là cũng gần tối rồi, anh em làm về muộn thì nấu ăn cũng muộn. Bông bình là không ai ăn nhờ nhỉ? Miếng ngay vậy. Không biết ăn bình hả? Hôm trước nãy thằng trước nói là không biết ăn lâu một bình. Món đặc sản à, mà không biết ăn. Trước kìa. Mình mới ăn rồi tiên. Nó là lần tiên ăn bông bình luôn á. Bông bình là nó phải ai cũng mới ăn cả nhà, cũng lạ với nhiều chỗ mà ăn được chỗ không. Thì em cũng thấy trên mạng đang bông lục bình á, mình không ăn theo mà nó ngon thiệt cả nhà. Mình nhúng vô liền xong lấy ra mình ăn liền á. Chứ để hồi nó gục hết, bông bình nó dễ gục lắm cả nhà. Đây có một cái lòng nào ở dưới đó.
em mời cả nhà cái lòng tâm bữa nay săn bắt được nha cả nhà. Ngon, mềm. Này ba em thì có công việc ở nhà cả nhà nên không qua ăn với anh em được. Hôm nay có anh Toàn với em với trước đầu bếp của kinh đó cả nhà. Nó nấu món này là trước nấu cả nhà. Có gì cả nhà vô ủng hộ anh em nhiều nhiều cả nhà. Để anh em có thêm động lực để ra những video hay, ý nghĩa cho cả nhà xem. Thì sắp tới anh em cũng chuẩn bị một chuyến đi tới mùa chuột rồi. Anh em sẽ review những cảnh quay ngoài đồng săn bắt cho cả nhà xem, bắt mấy con chuột cả nhà. Đã. Cam đồng ngon. Ngon nha. Có mấy anh em gì đó thì mỗi người có công việc riêng, ai cũng đi làm nhân cả nhà, ai cũng có việc riêng chân á. Trước thì vài bữa nó sẽ đi chắc lúa, còn anh Toàn bằng hồ, còn em ở nhà thì nói chung là em sẽ đi review công việc của mấy bà con ở chỗ của em á. Họ làm con nông dân á, họ có người nuôi cá, rồi người trồng hoa màu, người trồng cải, người trồng nhãn nhiều lắm. Để bữa nào là em sẽ đi review mấy đó cho cả nhà xem. Mà cả nhà miếng cà nha, cà tím. Cà tím ở đây lạ lắm cả nhà, không phải cà dài, này là cà tròn cả nhà, cà tròn mà màu tím. Nãy tại mình mẻ dơ quá không quay cho cả nhà xem được, bề tắm xong mới quay chia sẻ cho cả nhà xem. Ăn cơm đó, làm miếng cơm đi. Ừ. Ăn cơm chan nước này vô ăn còn thứ gì vô đói. Sao vậy? Đói ăn cơm luôn. Ba chén. Ăn ba chén hả? Nãy kêu bệnh không ăn thì ăn với dạ. Anh em luôn. Làm giờ. Chén ơi. Ừ. Giờ nửa chén rồi. Quan tâm nhiều lắm nha anh em, ăn ăn nha anh em. Mình làm ăn miếng cơm cả nhà ơi. Đã. An toàn. Năm chín dần á. Năm mau chín không? Thấy ngon không? Này có bông sống. Nó ngon hơn bông điển mình nhiều. Này có bông sống đó. Bông điển năm đó. Đúng rồi, đúng bài bản đó ha. Bài bản đó đó. Mà cái nhà bông một bình nha. Bông bình mình nhúng nhẹ vô là lấy nó ăn gì đó cả nhà. Chứ để lâu nó gục. Này mời cả nhà đi rượu nữa nha. Thì uống một hai ly nữa thì anh em cũng vô nghỉ ngơi rồi sáng mai lại tiếp tục công việc rồi. Em chúc cả nhà một buổi tối thiệt là vui vẻ, bình an, lúc nào cũng tràn đầy sức khỏe. Hẹn cả nhà lại những video tiếp theo nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.